Theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Cao Phương Duy với bài báo cáo Antidote của Ticagrelor Bencitumab. Kính thưa chúng tôi đoàn, kính thưa toàn thể hội nghị, thì hôm nay tôi xin được trình bày một cái vấn đề theo tôi là tương đối mới, tại vì trước đây chúng ta quan tâm đến vấn đề là sử dụng thuốc kháng tiểu cầu loại nào, thời điểm nào, liều lượng như thế nào. Tuy nhiên chúng ta cũng chưa có biết khi mà chúng ta dùng rồi là nó có biến cố, thì chúng ta ví dụ chúng ta chảy máu hoặc là chúng ta muốn mổ cấp cứu, thì bây giờ chúng ta giải quyết vấn đề thế nào? Thì hôm nay tôi xin trình bày một cái vấn đề, đó là cái antidote cho cái kháng cấp tiểu cầu. Vấn đề này chỉ mới ở dừng ở cấp độ xu hướng nghiên cứu thôi, còn nó chưa ra hẳn một cái chưa approve, cho nên chúng ta cũng tham khảo những cái dữ liệu từ những nghiên cứu như thế nào. Thì phần trình bày có hai phần. Thứ nhất là vấn đề về loading cái FT2 trong điều trị hội chứng bệnh cấp thì thế nào. Thứ hai là khi mà chúng ta có vấn đề về chảy máu hoặc là chúng ta có vấn đề về can thiệp phẫu thuật trong trường hợp mà lỡ dùng cái B212 rồi thì chúng ta có những giải pháp gì để chúng ta thể hiện quá những cái gì đó. Thì nếu như chúng tôi xin trình bày thì cái slide này chắc cũng quá bất thường các anh chị rồi. Chúng ta biết rằng là trong cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân dùng máu có tiền cấp, thì nếu mà trong thời gian nội viện tính bằng ngày thì mình có vẻ thấy là cái FT lên tới 90 lễ. Tuy nhiên trong thời gian dài tháng thì thấy rằng cái tỷ lệ tử vong do nhồi máu không có tiến triển lên, nó chiếm ưu thế cũng qua cái phần tầng nguy cơ cũng như là cái việc mà người ta cứ tranh cãi là nhồi máu không tiến triển lên thì có thể cái nào để là cái nào có thể hết hay làm sao, thì cũng dính vì tỷ lệ tử vong nó càng ngày càng cao theo thời gian nên người ta mới quan tâm nó nhiều hơn. Và như vậy ta biết rằng là trong cái vấn đề điều trị và đặc biệt vấn đề can thiệp và chứng bệnh cấp thì chúng ta bây giờ khẩn trương bằng một cái khẩu hiệu là thời gian mà cần tiêm chúng ta làm càng sớm thì cần tiêm bệnh nhân càng ít tổn thương và các cái dự hậu về lâu về dài sẽ càng tốt. Và như vậy thì để làm sớm thì chúng ta phải có những cái thuốc để dùng, ta phải tính tới làm sao mà tác dụng cho nhanh. Nếu mình dùng vào mà nó chưa tác dụng nhanh thì hiệu quả nó chậm, thì có biết rằng là trong cái hội chứng bệnh cấp thì cơ chế bình sinh bản lề của nó vẫn là huyết khối, cho nên chúng ta làm sao chúng ta ức chế được cái sự thành huyết khối này, cũng như khi đặt stent rồi ta làm sao đừng cho bị huyết khối đồng stent, là chúng ta thành công trong vấn đề điều trị rồi. Vì vậy thì cái tiêu chí đầu tiên ta dùng thuốc nào mà ta dùng cho sớm, thì chúng ta biết là hiện tại tại Việt Nam có hai cái thuốc thông dụng, thứ nhất là 212, một là ticagrelor, thứ hai là clopidogrel. Thì so sánh về cái dược lập học thấy rằng là cái việc mà dùng cái ticagrelor thì nó có tác dụng sớm hơn so với clopidogrel. Theo cái dược lập học thấy rằng là sau khi dùng 15 phút có liều tải thì cái nồng độ clopidogrel khi các bao trong máu đủ ức chế tiểu cầu ngang bằng với việc sử dụng cái liều tải của clopidogrel ở thời điểm 2 giờ. Trong nghiên cứu Plato so sánh đấu đầu giữa ticagrelor và clopidogrel, chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà sử dụng ticagrelor đó nó là giảm được 32% cái nguy cơ huyết khối xác định trong stent so với clopidogrel, với cái NNT là 167, tức là chúng ta cứ điều trị 167 người chúng ta giảm được một nguy cơ nếu chúng ta điều trị bằng ticagrelor. Vì vậy mà trong cái hướng dẫn của Việt Nam, chúng ta không nói đâu xa, không Mỹ, không Anh gì cả, ở Việt Nam chúng ta Bộ Y tế hướng dẫn thế nào, hướng dẫn là chúng ta nên sử dụng cái thuốc kháng tiểu cầu kép tức là aspirin cộng với một ức chế B212 càng sớm càng tốt. Và trong cái thuốc B212 đó, trong cái kép đó thì cái nét aspirin là nền tảng cộng với B212 thì cộng như thế nào, và ưu tiên một vẫn là ticagrelor, ưu tiên hai là prasugrel và cuối cùng mới là clopidogrel. Và trong cái từ của các khuyến cáo nói chung, ta nói là khi nào không có hai thằng kia thì dùng thằng này thì đúng nguyên tử y tế. Còn trong cái điều giữa cái ticagrelor và cái prasugrel dùng từ prefer, tức là các bạn thích sử dụng cái ticagrelor hơn là cái prasugrel. Nhưng mà nó là nói cái thiết cái thiết như thế, nhưng mà thực sự chúng ta bằng một gì hàng một, một gì hàng tuyến cuối như bệnh bạch mai của anh Thái đây. Bây giờ ở tuyến cuối thì là sử dụng liều tải rồi, để uống viên clopidogrel rồi, hay là uống 8 viên clavit rồi. Thì bây giờ lên bạch mai, lên bệnh viện tuyến cuối trở lại chúng ta thì sẽ làm thế nào? Thì lúc đó chúng ta cũng đừng có bao quan nghiệp cả, chúng ta hoàn toàn có thể tải lại
cái chúng ta lo nếu ta cảm thấy là cái nguy cơ bị khấu như nó cao mà chúng ta chưa an tâm, chúng ta không chắc chắn cái liệu tải là đúng hay không đúng, thì chúng ta hoàn toàn đủ cơ sở khoa học và bằng chứng để chúng ta sẽ tải lại bằng tiêm kháng thể lo. Và theo khuyến cáo của Bộ Y tế là cái việc mà tải lại tiêm kháng thể lo là không có phụ thuộc vào một thuốc trước là uống hay chưa uống, uống lại thuốc gì. Tuy nhiên đối với prasugrel thì ngược lại, chỉ khi là chúng ta là chúng ta chắc chắn rằng là bệnh nhân biết trước chưa uống thuốc chế bị hại người hại. Và cuối cùng là cái clopidogrel thì không có chúng ta dùng lại khi mà chúng ta đã không chắc chắn là chúng ta không nên dùng lại, mà chỉ dùng lại khi cơ sở không có hại thuốc gì. Và trong cái nghiên cứu Plato thấy rằng để khẳng định cái điều này, trong nghiên cứu Plato tôi biết là trong cái phân nhóm Plato đấu đầu thì trong cái nhóm mà dùng tiêm cặp calo đó có một số lượng rất lớn, khoảng 3-4% bệnh nhân đã từng dùng clopidogrel trước đó. Thấy rằng là dùng cái liều từ 300-375mg là có khoảng gần 2.000 bệnh nhân, và cái liều 600-675mg là gần 3 bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái kết cục của nó thì việc dùng hay không dùng tiêm cặp clopidogrel đó thì thấy rằng là cái hiệu quả cái giảm tử vong tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ nó xuất hiện sớm ngay từ tháng đầu tiên chứ không phải đợi tới 12 tháng. Thấy rằng là xuất hiện sớm cái nguy cơ tương đối nó giảm từ với là 12%, 1%, xin lỗi 0.6%, 1%, vân vân, nó thấy giảm từng tháng và đến thời điểm 12 tháng là giảm 9%. Thấy đây là một con số rất là đáng tưởng. Như vậy thì việc nạp lại cái calo thì nó cái dữ liệu học của nó thay đổi gì không, thì nó luôn các anh chị là cái việc mình nạp lại cái calo thì cái việc khởi phát của nó là ức chế được 41% thời điểm 30 phút và ức chế tối đa là được 89% sau 24 giờ. Đây là một cái con số mà chúng ta rất là thỏa mãn với cái tiêu chí là thời gian là cần tiêm, thời gian là tất cả thời gian để đạt được hiệu quả. Như vậy thì tóm lại cái phần này tôi nói ba cái điều. Thứ nhất là cái việc mà nạp lại cái calo thì nó có cái nước lần đó bất kể bệnh nhân trước đó dùng cái kháng thể B22 gì. Thứ hai là bất kể chiến lược điều trị là xâm lấn hay điều trị nội khoa vô tội. Và cuối cùng nó đơn giản đó là chúng ta uống 2 viên calo 90mg và sau đó chúng ta phải dùng nguyên viên và chúng ta nghiền nát. Nếu bệnh nhân mà không có trường hợp bệnh nhân mà dùng chuyên lợi viên, bệnh nhân không được uống được, chúng ta phải dùng nghiền nát ra, không ảnh hưởng tới dược tập học dược là không. Tuy nhiên thì vấn đề lâm sàng này ở những bệnh nhân mà ta lỡ dùng calo rồi xong rồi mình can thiệp thất bại, dùng nhân dự định mổ bắt cầu, hoặc là bệnh nhân có một cái chỉ định là một phẫu khác, thì làm sao để quá giải cái này, thì đó vấn đề nan giải đối với các bác sĩ lâm sàng. Thì chúng ta biết rằng là calo nó tác dụng nó được tác dụng cái thụ thể B22 chúng ta được kích hoạt bởi cái ATP, và khi mà calo nó gắn vào cái thụ thể B22 thì làm thay đổi cái cấu trúc và ngăn cản cái ADP này, nó kết hợp với cái truyền tín hiệu đến cái thụ thể B22 và vì thế mà nó không tiêu cầu không hoạt động được. Khi mà mình ta nghĩ rằng nếu mà trong cái thuốc đó mà nó có phải lực mạnh nó kết hợp với lực của tiêm calo thì nó có giải quyết vấn đề được hay không, thì cái thuốc ta nghiên cứu đó là bentacimab. Bentacimab mà có nó là một kháng thể đơn dòng từ người, nó có ấy lực kết hợp với tiêm calo gấp ngàn lần so với cái tiết độ lọc cao và nó ấy lực rất lớn, cho nên là khi vào trong máu nó kết hợp với cái calo. Và vì thế mà cái thụ thể B22 nó tự do kết hợp lại với ADP và vì thế mà nó hoạt quá lại hoạt động tiêu cầu. Thì người ta nghiên cứu đánh giá được hiệu quả của cái bentacimab này như thế nào ở bệnh nhân đã sử dụng cái gạt calo và có yêu cầu thanh tiền khẩn cấp và không biết nặng thì kết quả là sao. Thì thiết kế nghiên cứu này, người ta thiết kế nghiên cứu trên 150 bệnh, người ta đưa vào nghiên cứu sau khi mà sàng lọc chọn lọc thì còn 150 bệnh nhân đủ với điều kiện nghiên cứu, trong đó 142 bệnh nhân là trong nghiên cứu là vấn đề về phẫu thuật cấp cứu, trong đó có 80 bệnh là có vấn đề về xuất huyết. Và sau khi 142 bệnh nhân mà có vấn đề về phẫu thuật cấp cứu thì sau chúng ta lọc một lần nữa vấn đề về thử lại xét nghiệm các xét nghiệm về ức chế nồng độ tiểu cầu v.v. thì còn là 122 bệnh nhân có cái là phẫu thuật cấp cứu thật sự và cuối cùng vào 7 bệnh nhân thì có mà vấn đề về chảy máu, và trong 122 người bệnh mà phẫu thuật đấy thì nó có 2 bệnh nhân vấn đề chảy máu nữa, thì gộp qua 7 này là 9 bệnh nhân có vấn đề xuất huyết. Và cuối cùng chúng ta đánh giá những cái bệnh nhân này thế nào, thì trong cái nhóm phẫu thuật nó có là phẫu thuật mắc cầu, phẫu thuật CPR khẩn cấp, phẫu thuật CPG là cấp cứu, rồi thay van tim vân vân. Trong cái nhóm bệnh nhân xuất huyết thì có xuất huyết nội sọ, xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết hồi hậu phẫu và xuất huyết đường tiết niệu. Thì người ta nghiên cứu thế nào, người ta đã đào sàng lọc người bệnh, sau đó người ta làm các cái xét nghiệm đánh giá cái nồng ức chế tiêu cầu. Ức chế tiêu cầu là cái qua cái xét nghiệm là verify now
và các cái xét nghiệm cho cân thành cần thiết để tâm độ vân vân. Thì bắt đầu người ta chích cái Bentacimab 18 gram vào tính mạch người bệnh, bắt đầu ta đánh giá lại các xét nghiệm đó thời điểm 1 ngày, 3 ngày và ngày thứ 7, và sau đó đánh giá tới ngày thứ 35 và xuất viện kết thúc nghiên cứu. Thì kết quả thế nào, tiêu chí thế nào, tiêu chí là ta đánh giá cái tiêu chí về đảo ngược hiệu lực yêu cầu, ta đánh giá bằng phần trăm ức chế hoặc mức yêu cầu là true tối thiểu 4 giờ kể từ khi bắt đầu dùng cái Bentacimab, và được đánh giá xét nghiệm và xét nghiệm là Venal và Pro test. Và tiêu chí cầm máu là được đánh giá bằng phẫu thuật khẩn cấp và phẫu thuật xâm lấn, được đánh giá bằng cách sử dụng các chỉ định cấp cứu cầm máu hiệu quả cho bệnh nhân dưới thân điểm là Custo. Và xuất huyết nặng thì đánh giá bằng cách nhìn thấy bất thường hoặc là nhìn không nhìn thấy bất thường, đánh giá cái tỷ xuất huyết nặng dựa trên Colony 2016. Thì kết quả thấy rằng là cái phần trăm ức chế cái phản ứng tiêu cầu, thấy rằng là sau khi mà dùng cái anh chị thấy sau khi mà dùng cái thuốc Bentacimab vào thì 4 giờ sau là các cái nồng độ cái phần trăm ức chế tiêu cầu nó giảm dưới cái 50 ở ngưỡng rồi là yêu cầu coi như là ức chế và bệnh phổi còn, và cái nồng độ cái đơn vị tiêu cầu mà tự do đó nó cũng tăng lên hơn 200, mà theo lý thuyết là hơn 100 coi như là đã hoạt động là bình thường rồi. Đó là kết quả. Rồi về vấn đề về cầm máu thì thấy rằng là hầu hết bệnh nhân 100% là cầm máu được, trong đó là có 75% bệnh nhân là 96% là cầm máu là virus tôi nhẹ, và yếu tố trung bình là 38 bệnh nhân là chiếm tỷ lệ 33%. Đối với bệnh nhân truyền máu thì chỉ có là 10 bệnh nhân là 97.4% là truyền máu chính khối xuất huyết thôi, còn truyền tiểu cầu thì chỉ có 6 bệnh nhân là chiếm tỷ lệ 4.2% là truyền tiểu cầu do xuất huyết. Tất cả các bệnh nhân thì 111 bệnh nhân được nạp lại đi các thay lo và 74%, và thời gian trung bình sau khi mà mổ và nạp lại là 2 ngày. Thì cơ chế thì thấy rằng cái ticagrelor thì nó là nó ức chế có hồi phục và không cạnh tranh tại cái vị trí của ADP trên thụ thể B12, và nó không ảnh hưởng tới cái việc mà ADP các thụ thể khác. Tuy nhiên thì là vì vậy mà chính vì vậy khi đã ngưng á thì nó ngày thứ ba khi ngưng ticagrelor thì nó đã giống như là yêu cầu hoạt động là bình thường, giống như ngày thứ năm khi ngưng ticagrelor, và đặc biệt là ngày thứ năm ngưng ticagrelor thì hoàn toàn không còn hiệu lực cái yêu cầu nữa, giống như ngày thứ bảy ngưng ticagrelor. Như vậy thì nghĩ là nó ngưng được sớm hơn ạ. Còn đối ngược lại đối với clavulgrel thì là nó ức chế một cách không hồi phục và liên kết quá trị ở trên B12, cho nên là thay đổi hoàn toàn cấu trúc và nó ngăn chặn vĩnh viễn tổn động của yêu cầu. Đây là cái sơ đồ mà để ta biết là ta phải ngưng cái kháng dược B12 khi nào, thì thấy rằng là clavulgrel thì phải ngưng 7 ngày trước khi mổ, cái clavulgrel thì phải ngưng 5 ngày trước khi mổ, trong khi ticagrelor thì ngưng được 3 ngày trước khi mổ là cái hiệu lực yêu cầu trở lại bình thường. Để kết luận thì trên bệnh nhân hội chứng bệnh cấp thì cái việc mà dùng liên tải ticagrelor giúp khởi phát tác dụng nhanh và hiệu quả hơn là clavulgrel, và theo nghiên cứu Plato đã giảm 32% huyết khối trong stent. Bệnh nhân trước đó nạp đã đỡ nạp cái clavulgrel rồi thì chúng ta việc nạp lại cái ticagrelor cũng giảm được cái tỷ lệ tử vong tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, và nó xuất hiện ngày tháng đầu tiên. Và theo khuyến cáo của Bộ Y tế chúng ta thì cái việc mình thấy ticagrelor nó không phụ thuộc vào cái thuốc mà dùng trước đó như thế là thuốc ức chế B12 của loại nào. Và cái vấn đề thứ nữa là khi bệnh nhân mà đã dùng liều tải ticagrelor rồi mà cần SVG thì chúng ta có một nghiên cứu rất tiềm năng, nghiên cứu trên Bentacimab để làm cả tỷ đốt thật thụ để mà ức chế hoạt động hoàn toàn ticagrelor này. Tuy nhiên vấn đề approve của Bentacimab này thì xin thưa các anh chị là chưa, chúng ta vẫn còn đang đi đoạn nghiên cứu là vẫn là xu hướng. Cuối cùng là trên bệnh nhân cần phẫu thuật thì ticagrelor nó vì cái cơ chế là ức chế có hồi phục, cho nên là cái việc là cơ chế phục hồi và tính tiêu cầu nhanh chỉ cần ngưng tối đa là 3 ngày trước khi mổ để có thể an toàn. Xin cảm ơn quý vị. Alo, vâng. Vì phó giáo sư Hồ Thường Dũng có bận việc báo cáo thì chúng tôi sẽ phải tự điều hành với nhau và các báo cáo viên. Và xin hỏi bác sĩ Di có một câu hỏi thôi. Vì cái thuốc Bentacimab mà trong nghiên cứu Reverse thì nó chỉ đánh giá về hoạt động chức năng tiểu cầu, thế còn vấn đề quan ngại nữa là những bệnh nhân sau khi chúng ta tiến hành can thiệp mạch vành ở trường bệnh cấp chẳng thì nếu bệnh nhân có biến cố chảy máu hoặc là bệnh nhân này phẫu thuật cấp cứu chúng ta đảo ngược như thế thì cái vấn đề chảy máu nó sẽ giảm. Nhưng cũng câu hỏi đặt ngược trở lại là thì cái biến cố về thuyên tắc mạch ví dụ như là huyết khối trong stent và tái nhồi máu cơ tim thì nó có gia tăng hay không, thì trong cái nghiên cứu này chưa thấy đề cập đến, xin cung cấp thêm một số thông tin. Thưa với tiến sĩ Thái là tôi nghĩ là nghiên cứu này biết rằng cái Bentacimab nó là một kháng thể đơn dòng và đặc hiệu, nó chỉ tác dụng trên đúng cái thực thể ticagrelor thôi, nó không có ái lực trên những khác, cho nên nó khi mà bệnh nhân dùng ticagrelor rồi ta dùng Bentacimab giống như thì nó khi mà trung hòa cái tác dụng của ticagrelor thì nó trở lại giống như người chưa uống gì hết, thế còn nó không có làm tăng không làm giảm khả năng huyết khối, thì lúc đó bệnh nhân trở lại giống như bệnh nhân chưa uống một kháng B2
Thế còn không làm tăng thêm cái khả năng đông máu của bệnh nhân một con lần, tăng thêm bệnh nặng về máu. Cho nên là cái nghiên cứu này thì nó chỉ là nghiên cứu đoạn 2A thôi, pha 2A thôi, cho nên chúng ta chưa có nhiều dữ liệu. Tuy nhiên dựa theo thiết kế cũng như kết quả thì nó mới dừng lại cái mức là cái việc dùng Bevacizumab nó trung hòa được hoàn toàn cái tác dụng của Cantharlin. Còn có những cái biến cố khác thì nó có tăng huyết khối của anh thấy nó không, mà lý thuyết thì nó là có thể đơn giản đặc hiệu không có, nhưng cũng chưa biết được, ta phải chờ. Nhưng mà hiện tại thì nghiên cứu này không thấy thể hiện điều đó. Vâng, xin cảm ơn anh từ CG.